Cho các bạn xin tự giới thiệu, mình là con mình thường có một sở thích đặc biệt, chuyện tình yêu anh đó chính là drift flow. Để mà nghe, mọi người biết. Oh, còn giới thiệu mình là anh kể có ai không biết về mình. Trên chủ đề tình yêu tình báo, bây giờ mình rap về mình, rap về bạn. Mà anh ca chủ cây nổi tiếng chúng mình có rap, ai cũng biết tụi mình, nhưng mình rap chỉ để thể hiện trên, thể hiện trên, không phải gì ngoài, anh là thể hiện mình và thêm dùm luôn các bạn. Mà chúng ta rap thuộc tình, đến lúc phải xuống là drift king, hay là không thì có nghe là sẽ thấy king, hay là king cũng là king, nhưng mà thêm một chữ điện thì nó ra là kinh điển. Nghe như bass bing bing, rung linh lung linh đùng đình. Anh từng nghe nhạc rap mà chưa từng biết về tụi mình. Với chủ cây của em đây đang là left twist, bài đầu đã twist, bài đó là hit cho bao nhiêu mà bên dưới em cũng thèm kiss. Hai anh đẹp trai lại viết nào, MK sẽ tiếp nào. Thôi anh kể cùng với chủ cây là bạn nghe twist, bài đã viết bài đó là hit ai mà không biết. Anh kể là viết chủ cây là viết ai mà không nghe. Mãi mãi mất đi một cơ hội mà say yeah. Kinh điển cho từng câu với từng chữ, cho nhiều flow với từng từ cũng chưa từng cùng với chữ điển. Ý nó là khi mà nghe tụi mình twist thì phải là kinh điển. Thế kinh điển mà tụi mình khai triển ra twist mới. Twist hay twist là chưa có riêng mình, không có riêng ai. Hay và đó là new style. Từ câu đến phần tới nội dung, đến cả cách hát, cái gì cũng độc đáo. Ai nghe cũng khen mà không có ai nghe là chê. Twist thì cũng vậy, nhưng mà những ai đã từng nghĩ từng điển khoan khoan là mình twist hay. Thì từ đến phần chữ twist bằng twist đi. Thì được WST còn không thì. Nếu như bạn cố gắng twist được từ 30 chữ, chưa được 40 chữ, vòng 5 giây, nhưng mình đã từng và mình đang làm, thì đó mới chính là thứ được gọi là twist thực thụ. Cho chúng cây đối với em đây đang là net twist. Bài đầu đã twist, bài đó là hit cho bao nhiêu mà bên dưới em cũng thèm kiss. Hai anh đẹp trai lại viết nào, MK sẽ tiếp nào. Thôi anh kể cùng với chú cây là bạn nghe twist, bài đầu là viết, bài đó là hit ai mà không biết. Anh kể đầu viết chú cây là viết ai mà không nghe. Mãi mãi một đêm mà nó không có say yeah. Đẹp là ngầm vùng xa xa và cả nó sai. West side, east side, ai mà không biết tụi mình. Dân chính is new style là chủ cột. Dân chính is new style mãi mãi là số 1. Là chủ còn là số 1 nhưng tụi mình không chẳng là tốt. Các bạn muốn tốt thì các bạn phải dốt như tụi mình đã từng dốt. Rồi các bạn sẽ được nó, rồi các bạn sẽ tốt như tụi mình. Và khi ở trên cao, bạn sẽ hiểu là tại sao new style tụi mình có chỗ đứng trong underground. Next street, chicken bao bao. NK under my chicken bao bao. NK 2K new style on the south side. Chicken bao bao. Yeah. Mãi mãi mất.